Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Quá trình điều tra ban đầu, xác định Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1971, ở tổ dân phố Lộ Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào là đối tượng chính đã kéo trang bóng về cho các đối tượng khác ở thị xã Mỹ Hào chơi cá cược hoặc chia thành các trang bóng nhỏ để nhận hoa hồng. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và sử dụng nhiều hình thức liên lạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Tiền cá cược thắng thua được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang tiếp tục điều tra mở rộng.